Chào mọi người, hôm nay em sẽ đưa mọi người đến khu công nghiệp Đồng Văn 4 xem khu đô thị Vigadasara và những tòa nhà ở xã hội ở đây xem là có đẹp không, có hợp lý không để mình tham khảo đầu tư. Thì xin mọi người xem hết video với em nhé. Ngày 19 tháng 5 năm 2017 thì Vigadasara tiến hành khởi công khu dịch vụ nhà ở dành cho công nhân tại khu công nghiệp Đồng Văn 4. Theo đó thì dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ nhà ở công nhân trong khu công nghiệp Đồng Văn 4 do Vigadasara làm chủ đầu tư và cũng là khu dịch vụ nhà ở phục vụ cho đối tượng là công nhân và chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp Đồng Văn, khu nghiệp Đồng Văn 4. Đấy. Đồng thời cũng là khu nhà ở đô thị cao cấp, văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Dự án ra đời sẽ góp phần là giải quyết vấn đề chỗ ở dành cho công nhân, gián tiếp hỗ trợ chi phí và tạo nguồn nhân lực dồi dào cho các doanh nghiệp hiện đang sử dụng nhiều lao động và việc sản xuất trong khu công nghiệp. Ngoài ra thì còn rút ngắn thời gian di chuyển cũng như gián tiếp giảm lưu lượng giao thông trên đường, góp phần là giảm ách tắc giao thông vào những giờ cao điểm trong khu công nghiệp. Về dự án thì tên dự án là khu dịch vụ nhà ở khu công nghiệp Đồng Văn 4, chủ đầu tư là công ty đầu tư hạ tầng và đô thị Vigadasara, địa điểm nằm ở khu công nghiệp Đồng Văn 4, Kim Bảng, Hà Nam. Diện tích đất ở thì rơi vào 1,3 ha với 170 lô. Hình thức sở hữu là sổ đỏ lâu dài với quy mô là 15,1 ha. Đất nhà ở xã hội thì có 5,2 ha, đất dịch vụ công cộng là 1,93 ha. Đất cây xanh, mặt nước, giao thông là 81 ha. Tiện ích thì trong này có trung tâm thương mại, siêu thị, có công viên, có hồ điều hòa, đường đi bộ, trường học và trung tâm y tế. Vị trí dự án thì trên video mọi người có thể thấy là khu đô thị Vigadasara 4 này thì là nằm ở ngay đường quốc lộ 38 và đường Tránh Phủ Lý. Nó nằm ngay ở trong khu công nghiệp Đồng Văn 4 luôn. Đấy, cách khu đô thị Đồng Văn Xanh tầm 0,5 km. Đấy, cách các khu đô thị Hanover Park 1, Hanover Park 2, khu đô thị Đại Cương đấy, chỉ loanh quanh tầm khoảng 500 m. Đấy, và cách thành phố Phủ Lý là 15 km và cách thành phố Hà Nội là 50 km di chuyển. Và đây thì cũng rất là gần với đường quốc lộ 1A cũng như là đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình. Đấy, từ đây mà đi ra đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình thì chỉ tầm khoảng 1,5 km thôi. Đấy, rất là thuận tiện cho việc di chuyển. Và cũng rất là gần với các khu công nghiệp ở Đồng Văn 1, 2 và 3. Đấy, chỉ loanh quanh bán kính tầm khoảng 3 km. Và cách trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên tầm 3 km. Nên vị trí này rất là đẹp mà khu đô thị này triển khai cái vị trí ở đây nằm giữa cái khu đô thị, các khu đô thị luôn. Đấy, không gian rất là xanh mát đẹp, đường xá ngon lành. Dự án thì nằm ở phía bắc khu Đồng Văn 4 với quy mô sử dụng đất khoảng 16,69 ha. Quy mô trong tương lai khoảng 6 hơn 9.000 người. Đấy, sẽ bao gồm là nhà chung cư xã hội để bán với chiều cao là 6 đến 9 tầng. Nhà chung cư xã hội cho thuê cao 6 đến 9 tầng. Khu trung tâm dịch vụ công cộng cao 5 tầng. Trường mầm non đấy. Và nhà văn hóa này, trạm y tế, nhà thấp tầng cao 3 tầng là các dãy nhà trong khu đô thị. Đi kèm với dự án là công viên cây xanh đấy, có hồ nước này, có sân tập thể dục thể thao, quảng trường để phục vụ cho các đối tượng là các gia đình đấy, các người già, thanh thiếu niên, trẻ em vui chơi giải trí. Kết hợp với hệ thống kênh đào được cải tạo chỉnh trang đấy, đi qua khu đô thị tạo cảm giác rất là xanh mát, hấp dẫn, cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành. Với quy mô công trình là công trình dân dụng cấp 2, cao 7 tầng, một tum. Diện tích xây dựng là 1.679 m², diện tích sàn là 12.343 m², diện tích sàn căn hộ là 7.830.000 m². Số lượng căn hộ là 168 căn, trong đó có 134 căn để bán và 34 căn cho thuê. Đấy, như trên video mọi người có thể thấy là các tòa nhà cao tầng đó, đấy là những tòa nhà chung cư mini nhé, nhà ở xã hội sẽ có là nhà cho thuê này và nhà để bán nhé. Đấy, diện tích căn hộ thì sẽ có 3 loại. Diện tích là căn A thì có diện tích là 26,4 m², căn B có diện tích là 54 m² và căn C có diện tích là 67,3 m². Nó sẽ phù hợp với ví dụ như là hai vợ chồng công nhân này, hoặc là hai vợ chồng công nhân với một đứa con này, hai vợ chồng công nhân với hai đứa con đấy, hoặc là các chuyên gia ở đấy. Và giá bán thì bên Vigadasara này họ đang chào với giá là giá tạm tính nha. Đây là 9 triệu đồng một mét vuông.
Đấy, đã bao gồm thuế và chi phí bảo trì. Giá cho thuê là 41.000 đồng trên 1 m² một tháng. Đấy, đây là giá của khu nội thị người ta đưa ra nhé. Đấy, về khu đô thị thì sẽ có là quy mô dự án tầm khoảng 142 lô, 142 lô đất liền kề và 28 căn nhà liền kề thương mại gọi là shop house đấy, 48 lô đất liền kề xã hội và 11 tòa chung cư 6 đến 9 tầng. Hiện nay thì đang triển khai là 4 tòa nhà. Đấy, tương lai còn mấy tòa nhà nữa thì họ sẽ triển khai, sẽ xây sau. Đấy, loại phát triển là đất nền liền kề này, shop house này. Đấy, nhà xây thô hoàn thiện. Các căn shop house thì nằm ở ngoài mặt đường Tránh Hồ Lý nhé mọi người. Đấy, các căn shop house là 5 tầng đang xây xong hoàn thiện bên ngoài này, còn bên trong thì là chưa hoàn thiện nhé, tức là xây thô bên ngoài. Xây thô hoàn thiện bên ngoài, bên trong thì chưa có gì. Diện tích các lô đất từ 71,5 m² đến 109,2 m² một lô. Đấy, mặt tiền thì trong này là đều được cắt chín là 6 m, 6 m mặt tiền. Nên trước các căn shop house này thì đều sẽ có vỉa hè này được lát gạch đỏ là 4 m đấy, và cứ có hệ thống cây xanh đấy. Còn bên trong khu đô thị cũng vậy, tức là các vỉa hè cũng đều cắt 4 m này. Trước mỗi nhà, nằm giữa mỗi nhà thì sẽ có là một hàng cây xanh đấy. Hệ thống điện thì điện nước chìm hết rồi, cái tủ điện họ bố trí rất là đẹp, họ gần như là ít nhà nào bị lỗi phong thủy lắm. Trong này chỉ có một hai lô đất bị lỗi phong thủy do là cái lỗi của trụ điện thôi, với cả một số lô thì có lỗi là lỗi đường đâm. Đấy, những cái lô đây thì giá sẽ rẻ hơn nhé mọi người. Đấy, với đất nền thì cái dự án là 170 lô đấy. Giá bán của lô đất thì khu trong này đang đưa ra là chủ đầu tư đang đưa ra là 11,7 triệu mét vuông. Đấy, có 28 căn liền kề shop house và 142 lô đất nền mặt đường 32 m và 26 m. Đấy, thì trong cái khu Vinhedera này thì đợt này cũng rất là nhiều nhà đầu tư, em cũng có rất là nhiều mảnh đất ở đây, giá đang giao giá rất là hợp lý. Có hôm trước cũng có những lô giao về giá 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ tư. Đấy, những cái lô thuộc liền kề với diện tích là 71,5 m². Đấy, giá cứ dao động từ 17 triệu đến 19 triệu, có những lô đẹp 19 20 triệu, hơn 20 triệu một mét. Trước thì có những cái lô ba lô, hôm trước em một kênh khác của em cũng có thông tin là ba lô đối diện với cái tòa shop house này. Đấy, rất là đẹp, nhiều lô rất là đẹp. Trong này anh chị em mình kinh doanh này, ở trong khu đô thị này và nằm ngay trong khu công nghiệp này, kinh doanh thì quá ok rồi. Mình có thể mở hàng nước, mở cà phê, mở trà sữa, mở những quán nhậu nữa, rất là thích. Đấy, rất là hay. Nhưng mọi người khi mà mua ở trong Vinhedera này thì mọi người phải chú ý nha. Khi mà mọi người mua đất thì thoải mái rồi, nhưng khi mọi người xây nhà thì là mọi người sẽ phải xây theo cái thiết kế của Vinhedera nhá. Đấy, nó hơi có một cái khó khăn là như thế. Là xây sẽ theo thiết kế của Vinhedera chứ không phải là mình thích xây như nào là mình xây nhá. Mày phải có được sự cấp phép của họ và họ có cái bản thiết kế cho một dãy nhà chung. Đấy, thế sao mọi người khi mọi người về đây mọi người nhìn thấy là đất thì sao bán hết rồi, nhưng mà tại sao lại xây ít rất mà chỉ có vài cái nhà được xây lên. Đấy là vì là họ phải xây theo cái thiết kế. Đấy, để nhắc cho mọi người trước. Thế còn là tiêu chí xét duyệt mua nhà hoặc là thuê nhà ở trong khu này thì có dễ không? Với đất nền này thì thoải mái, không có việc xét duyệt gì cả. Nhưng mà với cái việc khi mà mọi người là mua những cái tòa chung cư, đấy, thuê chung cư trong trong này, đấy, những căn nhà xã hội này thì sẽ phải, cái trong này là sẽ chỉ bán cho công nhân và công nhân viên này, đấy, công nhân này và các chuyên gia làm việc trong khu đô thị Vinhedrasara này thôi nhé. Và cái tiêu chí là bắt buộc là anh phải làm việc ở đây với thời hạn là 5 năm trở lên thì anh mới được sở hữu nhé. Và ngoài ra thì người ta cũng sẽ xét duyệt rất là chắc chắn, rất là cẩn thận, xét duyệt từ gia đình của anh này, xem là anh có đúng là cần nhà ở hay không. Đấy, người ta xét duyệt là gia đình này có nhà ở đâu, là thứ nhất là nhà ở đâu, thứ hai là gia đình có là có nhu cầu thật hay không, anh có sở hữu đất hay chưa. Đấy, ví dụ như mà sau khi xét duyệt xong mà hoàn thành thì bắt đầu mọi người mới mới được phép là đăng ký mua nhé. Với cả với khi mọi người đăng ký mua thì là mọi người sẽ không được chọn, trong này mọi người sẽ không được chọn tầng đâu nhé, là người bên dự án này người ta sẽ tự sắp xếp cho mình không được chọn tầng, không được chọn khu đâu nhé. Đây nên lưu ý cho mọi người để mọi người có thêm thông tin. Trong này thì
các nhà đầu tư thì chắc chắn là không bao giờ mua được trong đây rồi, nên là thông tin này thì em xin chia buồn ở đây là mình sẽ không bao giờ mua được các căn trong này đâu, vì nó tiêu chí xét duyệt rất là kinh khủng đấy, rất là chắc chắn chặt chẽ trong này. Và cái thông tin này thì cũng khái niệm sơ qua để mọi người biết. Các căn shop house thì trong này em cũng có một căn shop house, hai căn shop house, vị trí rất là đẹp ngay mặt tiền luôn, và giá đang rơi vào tầm khoảng 3 tỷ 7, 3 tỷ 3 đến 3 tỷ 7 hai căn shop house đấy. Đấy, còn các lô đất bên trong thì em cũng có rất là nhiều các thông tin. Đấy, đa phần là các lô đất diện tích từ 71,5 m² mặt tiền 6 m và giá trung bình là 1 tỷ 550 triệu là hôm trước một lô rẻ nhất. Còn đa phần là đã rơi vào tầm 1 tỷ 6 đến 1 tỷ 8 nha mọi người, tùy từng vị trí. Ví dụ như mọi người quan tâm đến cái chỗ này, hoặc là mọi người có những mảnh đất ở đây mọi người muốn bán, thì mọi người liên hệ với em hoặc bình luận ở bên dưới để em sẽ đến em quay review để đăng lên giúp mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người có một tuần làm việc hiệu quả. Chào mọi người.